nữa là phải ăn chay niệm Phật, làm hiền làm lành, rồi cái nghiệp chướng mình nó mới tiêu. Bệnh đây là bệnh nghiệp chứ không có ai tiếp giúp mình được. Ví dụ là cô chỉ cho để đau giải, cô chỉ cho cách giải chứ cô giúp cũng không có được. Tại vì á, là màn này là cái màn trả nghiệp, căn ai nấy trả mà oai thì nấy mang. Nói trình bày cái vấn đề tu cho cô xem coi. Tu ăn được kỳ gì, 4 là 4, 10 là 10, ăn phải có quy định quy tắc, ăn lu bù là đạo lu bù. Phải có lớp có lan, có bài có bản, còn tu lu bù thì đạo cũng lu bù luôn đó. Rồi tu theo đạo thầy là cúng lại làm sao? Vậy đó hen, chứ chưa có căn bản hen. Cái căn bản màn này để cô nói cho nghe, đủ ý chưa con? Là tu đạo nào thì mình ra đạo đó, không có đạo lu bù nha. Vô theo thầy thì mình cũng có bài có bản bên cái bài cúng của thầy, còn mình đạo Phật thì mình cũng vẫn có cúng kinh nhật tụng của Phật, nó có đâu đó rõ ràng mới được. Vì mình không có rõ ràng đó, thì mình gọi là lu bù. Bây giờ á, chú không đến đây thì thôi, bây giờ đến đây gặp cô rồi, cô chỉ cho chú làm đâu đó rõ ràng, có bài có bản nha. Rồi ăn chay á, ví dụ mình ăn á 4 ngày trong một tháng thì 4 ngày, còn không 10 ngày thì trong một tháng là 10 ngày, nó có quy định. À, cũng như chú vô lớp 1 chú học phải có từ 24 chữ cái mới kết thành lại cái kết mới đánh dần đó, thì nó cũng phải có từng lớp. Cũng như là mình phải là học thì phải có lớp có lan có bài có bản đó mới được. Còn chú á, học lu bù thì đạo mình cũng lu bù, mình không có tới đâu nha. Cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì nữa là phải ăn chay niệm Phật, làm hiền làm lành, rồi cái nghiệp chướng mình nó mới tiêu. Bệnh đây là bệnh nghiệp chứ không có ai tiếp giúp mình được. Ví dụ là cô chỉ cho để đau giải, cô chỉ cho cách giải chứ cô giúp cũng không có được. Tại vì là màn này là cái màn trả nghiệp, căn ai nấy trả mà oai thì nấy mang. Cái quả của mình thì mình mang vô thì mình biết giải ra thì mới được đó, còn mình mang vô mình không biết giải ra thì mình mang hoài đến chết, nên là cô chỉ cho. Còn tu á phải cho đàng hoàng, còn tu không có đàng hoàng thì bây giờ cái màn này nó cũng xuống rất nhiều. Chú hỏi gì? Tôm họ tôm vậy đó, chứ cũng có cái dâm này theo cái dâm thôi ngang, chứ cô không nói là cao siêu ngang. Con làm mà cho mẹ một ly trà đá đường coi, ngọt ngọt uống mà. Nó tụt mát à, đó cái dâm này theo nó độ mình hay là phá mình? Độ không độ, phá không phá, mà không có tu nên là không có độ được mà cũng không phá. Giờ bây giờ tự bản thân của chú để cô chỉ cho một cách là chú tu cho tinh tấn lên. Tu tinh tấn rồi đó thì những người nào theo mình đó là người đi chân chánh là mới theo được. Còn mình không có tu chân chánh thì ai cũng vô được. Đó nên là cô chỉ chú để chú phải làm y đi, rồi từ từ bệnh cũng hết. Rồi không ai phá mình. Mình tu chân chánh thì người chánh theo mình, còn mình tu không chân chánh thì tất nhiên là không chân chánh theo mình. Nó nói vậy thôi chứ không có gì là khó. Để cô xem. Cũng như chỗ cục đất của chú ở đó, cũng như nhiều quan hồn chất dơ chất dữ ở đó, rồi người ta theo.
ta theo mình đó, ta không chịu ở chỗ đó, ta theo cái chỗ cục đất của chú ở đó thì ta theo chú đó, nên bây giờ chú tu thì ta cũng tu, chú ăn chay niệm Phật, chú cúng lại đàng hoàng thì ta cũng theo đó tu. Người ta thì không hại mình, theo không, không hại, không hại mình, nhưng mà độ thì cũng đâu có độ được, đâu có công đức đâu độ. Cái người mà theo mình muốn độ mình, cái người đó phải có công đức đầy đủ nó mới độ mình được. Giống như người ở ngoài nè, thí dụ chú là chủ tịch huyện, ông có chức phận ông mới, ông giúp chú được, còn dân sao giúp, nói như vậy đó. Thì cái người tu nó cũng vậy đó, có cái công đức thì ta mới độ mình được. Nên là bây giờ chú về á, chú cũng chưa có là tu đạo nào thì chánh đạo nào á, cũng như tu đạo ông bà vậy thôi, đúng không? Bây giờ quy với thầy đi, đức thầy nè, Phật giáo hòa hảo nè, rồi cúng cái bài cúng của thầy, rồi cúng ngày hai thời, xong rồi ngồi niệm Phật, niệm Phật cầu nguyện với thầy là được cho con ăn cam 10 ngày, rồi với niệm Phật cho nhiều là cái nghiệp bệnh nó mới tiêu. Chứ cái chú đây là chú nói cái tay như thế nào đâu, chú nói chú đau cái tay chỗ nào, chỗ nãy chú nói cái tay chú đau ở chỗ nào? Trong thân à, vậy ha. Thì tôi nói chú là cô nói là nghiệp đó, thì bởi vì chú tu cũng như là chú có nó đâu vào đâu hết á, bởi vì gặp cô đây rồi cô chỉ cho đàng hoàng rồi tu đi từ từ hết à, không có gì chứ. Đừng có đi thầy bùa mà lại là ừ tôi làm cái phép này cho mạnh giỏi, rồi tôi lại cái chỗ kia cho ấy hen, là không có, là chỉ mình tu thôi, mình tu từ từ cái công đức mình có, rồi mình niệm Phật nhiều. Mình niệm Phật nhiều là có nghĩa là chú biết không, niệm Phật 6 chữ Di Đà tiêu chướng nghiệp. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà tiêu chướng nghiệp đó. Cái chướng nghiệp mình nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo gây mà mạng này mạng ba kết thúc, người ta phải đòi mà mình không biết cách trả thì nó còn hoài. Mình biết cách trả là mình niệm Phật, Phật từ bi gia hộ, rồi mình ăn chay. Thì đúng rồi, âm dương cách biệt thì người âm mình theo người dương sao được, thì nó phải đau phải này phải kia phải nọ chứ. Tôi mà hay cảm lạnh con người quá là tại vì nó theo nó hành đó. Đúng rồi. Thở chút đó nha. Nói do ở đời cái là cảm số mũi à. Anh đã nói rồi hả? Nói đó, người âm á. Ra cũng nhờ cô dạy. Người âm á. Người âm á theo cái người dương á thì nó đâu có chịu nổi. Mà cái người tu á người ta theo mình thì được. Ta có cái năng lượng, có cái đức độ, ta theo mình thì mình vẫn bình thường. Còn cái người không có tu mà theo vô là con người mình chỉ không có nổi. Bệnh hoạn hoài, cái này cái kia nọ lai gai hoài không có khỏe. Rồi chưa đâu rồi chú không có tu từ từ nó sẽ xâm nhập vô. Nếu mà cái phân hồn đó nó biết tu còn đỡ, nó không biết tu nó còn phá luôn đó. Nên bây giờ cần nhất là chú phải tu. Chú tu chú niệm Phật là tự động nó đi, nó chịu nổi nó đi. Còn nó nếu nó chịu nổi nó tu, nó giác ngộ thì nó tu theo. Không có cái gì chứ, không có cái gì là khó. Chỉ ngại lòng mình không có làm. Đưa gì bây giờ tu đưa rồi cho nó tu, rồi chú không có tu nó cũng trở vô hả? Nó cũng trở lại như thường à, có gì chứ nghe. Tại vì mình không tu thì nó vô, vô con ma này đi con ma khác vẫn vô nữa. Tôi hỏi, tôi nói chú hiểu không? Ví dụ bây giờ tôi giúp chú không có tu, chú không niệm Phật, thì tôi giúp cái người khác cũng vô nữa. Tự mình cứu mình, chú hiểu không? Màn này tự mình cứu mình. Mình niệm Phật như cái nhà đóng cửa, không cho ăn trộm vô. Nhà chú đóng cửa, nhà tôi đóng cửa, nhà của chú tôi lại tôi đóng cửa giùm, tôi về chú mở nữa nó vô nữa, thì chú phải đóng cửa. Đóng cửa có nghĩa là phải niệm Phật cho nhiều, niệm Phật đem Phật được vào trong tâm thì không có ma đó. Mà chú không có niệm Phật, ông thầy nào giúp đi rồi nó cũng vô như thường, nó cũng trợ người khác nữa. Bây giờ Ngọc Hoàng mở cửa Quỷ Dương nó xuống thế, rồi Ngọc Hoàng mở cửa xuống hết rồi, mấy từng ngục môn cũng mở cửa luôn ở trên này, nó chết chú thấy bao nhiêu chết đủ thứ đó, ở lửng đây nè. Mình sao hở không niệm Phật mà nó vô liền, để nó nhập vô liền đó.
là chủ yếu là chú phải tu, mà chú không có tu rồi đi hen, dù cho chú đi ông thầy nào cũng vậy thôi, mà đi dừng ra ta ăn tiền chút còn tốn tiền nữa, lại cô đây cô làm phước con không lấy tiền bạc ai, cô chỉ cách cho tu, chỉ cách cho giải đó. Một lát nữa đó hen, chú chịu nghe lời cô thì cô giúp cho mạnh giỏi luôn, niệm Phật quy với thầy rồi cúng bài cúng đàng hoàng của cho cô, cho một cái cuốn kinh của mẹ Quan Âm, đọc cái cuốn kinh đó tà ma nó không có dám xâm nhập, với niệm Phật nhiều, rồi từ từ tự nhiên mình bớt bệnh, mình niệm Phật đó là cái chướng nghiệp nó tiêu thì mình bệnh mình từ từ mình hết. Còn cái nghiệp chướng nó chồng chất từ đời nào tới đời này chồng chất cắt cộng lên nữa làm sao mà hết bệnh. Nên là chú phải giác ngộ ra, mình mới ngộ ra được mình mới là hết cái bệnh. Chị đó lắc thì cũng chú cứ là nghe lời cô chỉ thì nữa cô sẽ cho chú về, rồi chú cô chỉ chú đọc đâu đó đàng hoàng, rồi ăn chay 10 ngày đi, mình nguyện với Phật tổ Phật thầy đức thầy, bây giờ con cũng phát nguyện là ăn 10 ngày, trong một tháng ăn 10 ngày, 10 ngày đó là 10 ngày của ngài giết Phật không à, ăn có bài có ngày có nào đàng hoàng chứ không phải muốn ăn rồi ăn muốn nghỉ nghỉ, dù mùng 8, 18, 14, gầm 23, 24 mình ăn phải đúng cái ngày giết của Phật đó, rồi mình ăn 10 ngày đi, mình nguyện lên rồi con bệnh trong người con không được khỏe, rồi nghiệp chướng con cũng biết tiền kiếp nghiệp chướng dày quá, hôm nay con cũng phát tâm ăn chay 10 ngày nhờ Đức Phật từ bi gia hộ cho con, là cho con bớt cái bệnh, rồi niệm Phật cho nhiều, rồi từ từ nếu ăn được mà ăn được tốt rồi đó, nguyện với thầy tổ rồi đó, là mình ăn trường luôn, là mình mới giải hết cái nghiệp, hết cái nghiệp oan gia nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã tạo gây đó, nghiệp kiếp trước chưa trả kiếp này lại dai thêm làm sao mà hết bệnh. Người bệnh đây là nghiệp thông, còn những người ta không có bệnh, người ta không có đau, người ta vẫn giàu có sung sướng, người ta không có tạo cái nghiệp, ta đang hưởng cái phước. Còn mình đau, mình nghèo, mình khổ, mình bệnh, đây là nghiệp mình trả. Thì bây giờ mình biết mình trả, mình phải trả đi, đừng có dai thêm. Đó nên là còn những người kia người ta đã đang hưởng phước, mình đừng có so bì. Ví dụ người ta đang làm ăn giàu có tay phay, người ta không có gì hết trơn, là ta đang hưởng cái phước kiếp trước, ta gieo ta hưởng cái phước, gieo quá nhiều phước đức nên giờ ta hưởng. Đó. Còn mình không có gieo phước thì kiếp này mình không có hưởng, thì mình có nghiệp thì mình trả. Thì bây giờ chú ha, cái dầm cái âm đó, cái phần dâm âm đó, thì bây giờ chú về chú cúng lại đi, rồi một lát á tôi chỉ cho, rồi tôi sẽ ấn cái phép của Thái Thượng Lưu vô, rồi chú vừa mình cúng mình vừa niệm Phật, rồi mình vừa nguyện Quan Âm Bồ Tát mình tất cả những gì đó, cho cái quan hồn này nếu mà có giác ngộ thì tu niệm Phật, đừng theo tôi nữa. Chứ mình không có đi đợi thầy nào mà để lấy ra rồi chú không niệm Phật nó cũng vô, nó vô như thường. Thì tôi nói chú hiểu rồi đó. Hạp gì? Không hạp mà chú không có niệm Phật mà nó vô. Mà này là không niệm Phật là nó vô. Thầy nói nè, đời này nè, mạt pháp rồi, con ma thì ma bắt, con quỷ thì quỷ diệt, con Phật thì Phật dắt. Không niệm Phật là tất nhiên con của nó, nó đem về bởi. Mình niệm Phật thì con của Phật, thì Phật dìu dắt mình về cái này. Còn mình không niệm Phật thì nó sẽ đem về bên này. Thì thầy đã nói rõ ràng rồi, niệm Phật thì là con của Phật, còn mình không niệm Phật, mình tất nhiên không tu thì con của ma, thì ma người ta có quyền ta đem về bến, đâu có ai mà cấm cản được. Mà người đang sàn sảy lọc lừa mà, không tu thì con của ma của quỷ đó, người ta được đem về, không ai mà làm, không ai bắt phạt người ta. Còn mình tu là không được, chân dính vô mình, mình tu thì người ta không dám đụng mình đó, thì mình được Phật dìu dắt. Còn mình không niệm Phật thì tất nhiên mình không có tu, thì tất nhiên con của ma, ma đem về mình đó. Nên là màn này là thầy nói là kết thúc. Hạ quan đã hết đời, ông ba biển chuyển đổi giờ gia can.
đã tới rồi còn gì nữa mà không chịu tu, tu cho kịp để không kịp. Nên là bây giờ ai ở đây á, cô ở đây á, cô tu chân chánh, cô chỉ kêu là niệm Phật bệnh thì thầy cũng nói đau ốm cũng bởi căn tiền, đã hiện kiếp làm điều báo ác, lo tu thân tận giá Phật trời. Từ lại đây cô chỉ kêu niệm Phật tu, ăn chay niệm Phật, vừa uống thuốc, vừa uống thuốc vừa nhân giá chào Phật, chứ không có bùa phép gì ở đây, không, cô không có bùa phép gì hết. Nó nên là bây giờ thầy cũng có nói mình tự mình cứu mình, không ai cứu mình. Đừng có là mình như mình ăn cơm mình no đó, chú nhờ ta người ta no chứ chú đâu có no. Mà mình tu thì mình công đức của mình hưởng, còn mình không tu thì mình không có cái phước đức công đức trai tu giùm mình. Cứ lại nói để tôi làm cái phép cho, rồi tôi là nâng cấp cho tu. Ai nâng cấp? Công đức mình tạo, mình công phu tu tập là tự mình công phu mình tu tập, mình mới có cái công đức đó mình mới được hưởng. Cũng như bây giờ chú thấy ở ngoài đời xã hội ta làm của người ta đâu có tiền là mình hưởng được không? Cái việc tu hành cũng vậy đó. Nên là bây giờ chú nhất quyết là phải tu ăn chay niệm Phật đúng quy định của thầy thì chú mới hết bệnh. Bây giờ cặp mắt của chú cũng đờ đững đó mà. Chú thấy là cái này cũng lâu rồi chứ không phải làm mới đẹp. Cái phần này theo chú cũng lâu lắm rồi. Ví dụ như đây cô nằm mắt ra rồi, chú về chú không niệm Phật nhung vô nữa, người khác, cái dòng khác vô nữa, cái người khác nữa không hay, cũng vậy, vậy đó. Tại vì cô đây nghe, cô không giúp ai, cô giúp là phải cho tới tận tâm tận tình chứ, cô không có nói bừa nói đại nói bừa được. Nên là hen, cô vừa giúp cô vừa chỉ cho chú, từ từ đi, biết bao nhiêu người ở đây. Còn nha, những cái dòng nào đó mà biết người ta tu rồi, ăn chay niệm Phật rồi mà nó bị nhập vô thì cô kia ở đây tu, chịu đây tu, ký tên đàng hoàng ở đây tu. Ở đây tu nó nhiều lắm đó, cô ký tên nhận ở đây nhóc hết trơn đó. Nhưng mà người ta cái người như cái xác của chú đi, chú ăn chay trường nè, chú niệm Phật nè, chú tu nè, mà có cái dòng nó theo đó thì cô kêu ra ở đây tu. Còn bây giờ chú không có tu rồi, thí dụ cô bắt ra rồi về cái người khác mới vô nữa vậy đó. Nó là nó hai cái nặng chứ không phải là có hai chiều. Cũng như cái thằng ở dưới tốt ở dưới Cà Mau đó, nó lên đây bữa đó nó cũng chơi trường, nó cũng tu, nó cũng thỉnh mà không lên đây, cô cũng cho thỉnh thầy hình chân dung của thầy rồi về tu đó, bài cúng được của thầy đó. Nhưng mà cái chỗ nó làm cái có hai cái quan hồn ta thấy ở đây, cô nếu bây giờ muốn tu thì ở đây tu, chịu ra ký tên đàng hoàng đi tu vậy đó. Còn cái này chú là chú không có niệm Phật, chú niệm là nó văng ra hết. Chú niệm Phật nhiều là nó ra trên, không tay theo mình. Còn có khi nào có nhập vô nó có nói gì không? Chưa ha. Nó chỉ bám vô thôi. Nó theo làm cho ớn đau, ớn ớn lạnh lạnh, vừa muốn đau, đau muốn không, không vậy thôi. Thấy không? Cảm giúp là cái cảm, mỗi là tổn chiến. Lại nó làm cảm lắm phải không? Rồi đi, chú có đi khám bệnh không? Có mà không có hết. Thì nó làm cho như cũng đau, đau cũng không, không, ớn ớn lạnh lạnh. Thì đó. Cái dòng này á, cái dòng này là hồi đó. Dòng này dòng nữ hay dòng nam mà? Dòng này là dòng nam, nhưng mà hồi đó nó chết á. Cũng lâu đời ở chỗ cái cục đất đấy. Cục đất ấy. Không siêu được ha. Ở đâu phải mà muốn xem cái cục đất của chú, mà ở cái cục đất mà nhà của chú đó cũng nhiều quan hồn lắm, ở đó siêu mồ lọc mã đó. Bây giờ chú về chú tu đi, chú nghe lời cô đi tu chứ không có gì chứ. Niệm Phật cho nhiều vô, niệm Phật chừng nào mà
cái tâm mình lúc nào cũng có Phật, là không có ma nào vô được. Chú ngủ chú cũng nhớ niệm Phật đó. Cô bây giờ hay cô ngủ cô muốn niệm Phật, lăn qua cô niệm Phật, lăn lại cô niệm Phật, bây giờ có ma nào vô mà được. Niệm Phật đem Phật được vào trong tâm mình là không có con ma nào. Chú niệm Phật làm sao mà chú nhớ Phật, lúc nào cũng nhớ Phật. Bây giờ thầy cũng nói mình dạy mình rồi, thầy nó tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, giống như mình đói bụng nè, mình phải ăn cơm nè, mình nhớ Phật cũng vậy. Tưởng nhớ Phật nhân cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mấy màu chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, thì sao thấy được nhà tiên của thánh. Cúng lại của quyền rồi niệm Phật cho nhiều nữa là mới được cái màn này, mà tu lơ mơ là vô hết trơn, chưa đâu, tới đây còn giữ. Cô nói tới đây còn giữ nữa. Bây giờ bởi vì cô khuyên bà con gắng tu niệm Phật, chỉ có cái pháp môn niệm Phật thôi. À, là đức thầy mình cũng dạy gõ gàng luôn, cúng lại xong niệm Phật. Cô nói là có cái bài chú của Thái Thượng Lão Quân để mà từ đó là niệm cái bài chú đó ha. Cô nói. Bài đó thì chú muốn ấy nữa tôi cho chú cái bài chú đó, chú đọc đọc qua với cái bài chú của mẹ ông Âm đó thì chú đọc của Thái Thượng Lão Quân, của Thiên Quyền Nữ cũng có luôn ha. Không, của Thái Thượng Lão Quân là trừ tà trừ yêu ma, còn cái của mẹ Quan Âm Bồ Tát cũng trừ tà ma luôn. Thì chú niệm Phật chú đọc hai cái chú đó hoài là nó không có ai vô được, mà chú phải tu thành tâm thành lòng. Bây giờ cái màn này đó hen, để tôi nói cho chú nghe, hãy có tâm từ bi nữa, tu hành tinh tấn nè, tâm hiền lành nè, làm việc thiện nè, làm phước nè. Nói chứ không phải mình nói mình tu, mình ngồi đó mình niệm Phật rồi mình tụng kinh gõ mõ mà cái tâm mình khởi ra độc ác cũng không được, nó cũng vô luôn. Cái tâm phải hiền lương, cái tâm phải biết thương người. Cái màn này nó chờ sẵn mà vị Đức Phật ngày xưa đó thắng nó là đi, là được cái tâm tự bi đó thắng, chứ không có cái gì mà thắng. Mà chú mà tu mà chú sân si nó cũng vô như thường. Bây giờ như cô này chẳng hạn, như cô đi, dù cô làm thầy nhưng cô không biết thương mọi người đi à, mặc dù cô lên cô nói nhưng tâm cô không có từ bi, vẫn phá như thường. Tâm từ bi bác ái đại đồng, thương tất cả mọi người, ai mình cũng thương giống vậy. Mình không nghĩ là mình là cao siêu gì hết, mình phải sống bình đẳng đồng qua đồng là mới được, còn không thì nó vô hết trơn luôn. Cái gì nói nha, nhiều khi có người không có hiểu rồi cái là đó bên đây lọt bên kia hết trơn à. Cái người mà hiểu á, nhận làm theo thì mới được. Thì giờ chú bệnh gì cũng không có gì, thì có cái dâm đó nó theo vậy thôi đó. Thì để một lát nữa chú lấy cuốn kinh kinh Quan Âm nó cứu khổ đấy với cho chú về chú đọc với bài cúng của thầy, bài cúng là của thầy nữa, nguyện với Phật tổ Phật thầy có bài cúng của thầy luôn nha, bài cúng của thầy đức thầy á. Nhà chú có thờ thầy không, có thờ cứu quyền không, có thờ cứu quyền ở trên, có thờ Phật gì nữa không, Quan Âm hay gì, Quan Âm gì vậy, ừ, tôi thiền tài thì để bên đi, tôi đâu có nói tới mấy ông đó. Chủ yếu là của quyền với tam bảo. Tôi theo thầy là không có thờ thần tài thổ địa luôn, ông táo tôi cũng không có thờ luôn, tôi chỉ thờ của quyền với tam bảo thôi. Là tôi theo thầy là tôi dẹp hết trơn mấy cái đó rồi, tôi không có thờ mấy ông. Thích thờ thì thầy cũng cậu con ha. Không, tại vì tôi theo thầy, thầy dạy sao tôi làm y vậy, là tôi không có thờ mấy ông đó. Còn như ta không có theo thầy thì ta không thờ, cho thờ cái là quyền của người ta. Còn tôi thì tôi tu theo thầy, thì thầy dạy tôi phải làm y, tôi không có thờ ông thần tài tôi địa nè, ông táo cũng không có thờ luôn, cụ Thiên Quyền Nữ cũng không có thờ luôn, chỉ thờ cứu quyền với tam bảo thôi. Bà cô gì tôi cũng giấy là chung vô cứu quyền hết luôn. Thì thầy dạy gì thì tôi làm y, tại vì tôi tới ba đời hòa hảo rồi, đâu có dám làm sai. Bây giờ tôi thờ các vị đây nhiều là tại vì tôi làm thầy đó, các ngài xuống như là cha đồ xuống đó thì kêu thờ mới thờ. Còn hồi trước tôi chưa làm thầy, tôi chỉ thờ của quyền với là tâm bảo thôi. Nó vậy đó. Vì qua cần dần trợ miếng quý mày hen.
Con đi ra con kêu Liên á, muốn kinh khổ khổ với cái chú của Thái Thượng Lão Quân cho chú với bà cúng của thầy. Bây giờ chú ở đây chú trình với thầy đi, Phật tổ Phật thầy đi, độ cho con về con tu quả ăn chay được, con cúng lại. Ở đây là có thầy chứng cho chú. Thầy Phật cũng có một mà thôi, đừng có nghĩ rằng đạo bảo là khác, không có khác nha, có một à, không có khác. Thầy chú không tu rồi về cái chú không xác định, chú nói con đang đó chú làm y đi, biết bao nhiêu người cô chỉ từ nước Mỹ nước nào cũng cô đơn giản vậy mà hết trơn đó, làm theo y chang cô là hết. Thì bây giờ cô cũng nói với bà con á, màn này thì cũng kết là gần cuối kết rồi, thì là bà con gán mà tu, tu cũng rất là dễ chứ không có gì là khó. Bây giờ mình á, trước nhất mình muốn vào con đường tu thì mình phải ăn chay niệm Phật, cúng lại, bước vào con đường tu trước là ăn chay cúng lại, khởi sự đạo nan bước vô con đường tu. Ăn chay niệm Phật cúng lại rồi tiếp theo mình sẽ làm những việc thiện, mình làm những điều gì có ích cho xã hội, mình giúp cho bà con là người nghèo người khổ, đồng đạo huynh đệ, mình giúp cho mọi người ta tu, mình có khả năng mình giúp cho được người ta để người ta tu, thì đó tình huynh đệ, tình đồng bào, tình đồng đạo, tình bà con, đó là mình là sống trên cái xã hội này thì mình phải có cái đạo nhân, cái đạo nhân mình làm cho tròn. Còn lấy cuốn kinh cứu khổ của mẹ ông Âm với bài cúng của thầy với cái miếng chú của ông Thái Thượng Lão Quân cho chú này. Đó nên là cô nói á, bà con á, mình tu ở đây đó, mình tu cũng rất dễ, đối nhân xử thế nè, tình đồng bào, tình đồng đạo, tình huynh đệ với nhau, mình lo, mình sống ở đây á, là coi như cái đạo làm người, cái đạo nhân của mình cho nó tròn, thì mình cũng được lên bậc thánh nha. Chứ không phải mình nói lại đâu, cái đạo nhân, cái đạo làm người thôi. Mà mình xử nhân đối thế cho tròn rồi đó thì mình cũng được bước vào được bậc thánh chứ không phải là không được. Nên là bà con á, tu ở đây mình phải mở cái tâm từ bi bác ái đại đồng ra, tình đồng bào, tình đồng đạo, mình phải xử đối nhân trong cái xã hội này, mình phải biết thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau đó, thì cái đối nhân xử thế mình cho nó tròn thì mình cũng được đại vào bậc thánh rồi. Giờ mình có chết đi nữa, cái xác này bỏ nhưng cái hồn mình cũng vẫn được vào bậc thánh. Còn những cái màn này mà không có biết tu hiền, cái chú không phải. Ừ.